Vừa qua, trên tuyến đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin ban đầu, người tử vong là một chiến sĩ cảnh sát cơ động. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, tại đường Giải Phóng, đoạn đối diện số 773 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, QVN, 19 tuổi, quê Nghệ An, cùng một nam thanh niên khác đi trên xe máy chưa rõ danh tính đi trên đường Giải Phóng. Khi xe này tới trước đoạn số 773 Giải Phóng, đã xảy ra va chạm với một xe máy khác do BNH, 19 tuổi, điều khiển chở theo một người khác chưa rõ danh tính phía sau xe. Vụ tai nạn khiến BNH tử vong tại chỗ. Theo nguồn tin, nạn nhân tử vong hiện đang công tác tại phòng Cảnh sát cơ động Hà Nội. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, trong đó có một xe máy gãy cả phần cổ xe. Nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường Giải Phóng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng quận Hoàng Mai điều tra làm rõ. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo.